Tu hành không phải là con đường một chiều. Vâng, chúng ta phải làm việc ngoài đời, nhưng không thể lúc nào cũng lựa chọn công việc và người chủ. Đôi khi chúng ta gặp những người không thành thật và ép chúng ta phải nghe lời họ vì chúng ta đang làm việc cho họ. Họ bóc lột chúng ta, muốn tiền bạc và chúng ta phải theo. Làm cách nào để củng cố việc này bằng tâm linh? Nếu làm việc cho sư phụ ngày 24 tiếng, tôi cũng làm, nhưng tôi phải kiếm tiền nữa. Sư phụ, quý vị không cần làm việc cho tôi ngày 24 tiếng. Quý vị chỉ cần ngày 2 tiếng rưỡi thiền cho chính mình là đủ. Để trả lời câu hỏi của quý vị không cần nghe theo lời ông chủ, chỉ cần làm việc cho ông chủ thôi. Quý vị làm nhiệm vụ của quý vị, làm thật hoàn hảo, lãnh lương của quý vị. Ông chủ có thành thật hay không, quý vị không cần quan tâm. Bởi vì quý vị thật ra đâu có biết ông ta thành thật hay không. Nếu quý vị biết và nếu cảm thấy khó chịu thì bỏ đi, kiếm việc khác. Làm một chủ nhân ông là một địa vị rất khó. Quý vị bị áp lực của ông chủ và việc làm thì họ cũng có áp lực từ công việc của họ, từ hoàn cảnh chung quanh và những khía cạnh khác liên quan tới địa vị, công chuyện làm ăn. Họ cũng phải phấn đấu trong thế giới đầy tranh chấp này để mà sống. Đôi khi họ bắt buộc phải làm những việc mà lương tâm họ không cho phép. Cho nên chúng ta thật sự không biết. Hãy tha thứ nếu họ có lỗi và cố gắng làm việc hết mình. Làm chủ khó lắm, nói quý vị hay. Nếu là một lỗi, có thể bị mất hàng triệu đồng, cả hãng sẽ bị đóng cửa và hàng ngàn người sẽ bị mất việc. Cho nên trách nhiệm và áp lực đè lên người chủ, đôi khi rất khủng khiếp. Vì thế, có lẽ chúng ta nên thông cảm cho người chủ hơn. Vâng, sư phụ nghĩ thế nào về sự hung hăng và là một đồng tu? Tôi xin giải thích với ngài, nếu chúng ta có bổn phận phải hung hăng trong nghề nghiệp, thí dụ như phải bênh vực cho bạn đồng nghiệp, phải điều đình với chính quyền, vân vân. Chúng ta bắt buộc phải hung hăng để bênh vực cho mọi người. Sau đó có khi lại cảm thấy sai quấy vì nghĩ rằng ta là đồng tu, cả ngày nay ta hung hăng quá không tốt. Nhưng hung hăng vì lý do tốt để bênh vực cho người dân, như vậy có thích hợp với quan niệm của một người tu hành không? Sư phụ, nếu quý vị phải làm việc trong thế giới này, đôi khi không tránh khỏi trong một vài trường hợp phải đạt cho kỳ được hay có thể nói là hung hăng. Nhưng chúng ta không thể tránh được. Có khi người ta không chịu trả lời với lời lẽ ngọt ngào, không chịu nhận thái độ của tình bạn hoặc sự cao thượng. Họ cho đó là yếu đuối. Cho nên họ thích gặp những người dũng mãnh hơn, nói thẳng vào vấn đề và không sợ gì cả. Trong trường hợp đó, quý vị phải dùng vũ khí mà họ muốn. Làm người tu hành không có nghĩa là chúng ta chỉ luôn luôn dùng một loại vũ khí hoặc một thái độ giống như đường một chiều. Người thế gian họ cần rất nhiều đường, nhiều lối để đi đây đi đó. Quý vị không thể nào cứ dùng đường một chiều đó. Vì vậy, sự hung hăng hay ngọt ngào, quý vị phải dùng tùy theo trường hợp. Đừng tự trách mình. Quý vị dùng cách nào để thành công cũng đều được, miễn là đừng làm hại đối phương bằng sự giận dữ của mình, bằng sự cố tình ác độc để làm tổn thương tới thanh danh, tiền tài hoặc địa vị của kẻ khác. Quý vị phải làm những gì phải làm để đạt được những gì công việc của quý vị đòi hỏi, và đó là bổn phận của quý vị. Không sao cả. Giống như con cái chúng ta, đôi khi chúng hư, chúng ta phải dùng uy thế để đối xử với chúng, để chúng đàng hoàng trở lại. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Ba Lê, Pháp vào ngày 24 tháng Giêng năm 1997, nguyên văn tiếng Anh và tiếng Pháp. Bên trong có thiên đàng thì đâu cũng là thiên đàng. Quý vị phải tự đưa mình lên thiên đàng mỗi ngày, nơi nào quý vị đang sống. Phải hiểu rằng chỗ mình ở chỉ là tạm thời. Vì mắt trần nhìn thế giới bên ngoài, tai trần nghe tiếng động bên ngoài, rồi quý vị nghĩ rằng đang ở trong thế giới thật. Không phải. Quý vị ở đâu thì nơi đó là thiên đàng. Là như vậy. Có điều quý vị quên không nhìn vào bên trong, mà cứ chờ đợi điều gì đó xảy đến cho cuộc sống của mình.
Nhưng đây không phải là đời sống của quý vị. Đời sống của quý vị là ở bên trong. Sư phụ chỉ tay vào mắt Huệ. Cứ tìm cái gì đó bên ngoài, quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy gì cả. Nếu không tìm thấy gì ở nơi mình đang sống, thì quý vị chẳng bao giờ tìm thấy gì ở đâu cả. Tôi đã chỉ cách cho quý vị tìm thiền quốc rồi, thì quý vị phải tìm. Mỗi ngày, mỗi lúc, mọi nơi ở tinh cầu. Nếu vẫn còn chờ đợi chuyện gì đó xảy ra, hay chờ đợi việc gì đó làm thay đổi đời sống của mình, thì quý vị đợi lầm rồi, hiểu sai rồi, đi đâu cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi không thể cho quý vị thiên đàng, chỉ có thể chỉ cách cho quý vị tìm nó mà thôi, bởi vì nó là của quý vị. Ai cũng có cùng thiên đàng ấy. Nếu có thể quay vào bên trong, chúng ta sẽ không thấy ai cả. Không có gì hiện hữu ngoại trừ thiên đàng. Nhưng nếu cứ bám víu vào những thứ bên ngoài, dù đó là trung tâm hay đạo tràng hay bất cứ gì, quý vị sẽ gặp rắc rối. Quý vị đợi sai rồi, nhìn lộn hướng rồi. Trung tâm đôi khi cũng tốt, cho quý vị tới gặp tôi hay là ở lại, vì lần nào tới quý vị cũng muốn gặp tôi, hỏi câu hỏi hay gặp một người bạn lâu rồi không gặp. Trung tâm là để cho mọi người có chỗ lui tới, vậy thôi. Trung tâm nào cũng là để cho quý vị đến với nhau, trao đổi trong bầu không khí tâm linh, thương yêu, khuyến khích nhau tu hành. Bởi vì đi một mình khó, còn đi với nhau thì dễ hơn, vậy thôi. Không phải trung tâm có thể cho quý vị sự khai ngộ hay tiến bộ. Đó là nơi quý vị đến với nhau để nhận ra anh chị em một lần nữa, để khuyến khích nhau hướng vào trong, tìm trung tâm thật sự. Có người cần như vậy, có người không? Đa số chúng ta cần, cho tới khi có thể tự cường, cũng giống như mình sống chung với người nhà, cho tới lúc lớn khôn. Dụng ít là để như vậy. Gia đình có đó để cho quý vị nương tựa, để lớn khôn, rồi sau này đi ra, như chim non mới chào đời, cần phải nương tựa vào cha mẹ. Rồi sau này, cha mẹ đẩy nó ra khỏi tổ, dạy nó tập bài. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai tị tại Florida, Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 6 năm 2001, nguyên văn tiếng Anh. DVD số 718. Cảm kích Thượng Đế qua sự nhận biết Minh Sư. Ở Ấn Độ có nhiều truyền thuyết nói về Thượng Đế và Minh Sư trong những bài hát tương tự như vậy. Nếu Thượng Đế hiện ra trước mặt tôi và Minh Sư hiện ra trước mặt tôi sẽ cúi lại ai? Tôi sẽ lại Minh Sư trước. Thượng Đế không màng đến sự luân hồi của tôi trong biết bao chu kỳ sinh tử của sự sống. Thượng Đế ném tôi vào biển khổ, nhưng Minh Sư kéo tôi lên. Ngài đã cứu linh hồn tôi, Ngài đưa tôi ra khỏi bể khổ này, cho nên tôi tôn sùng Minh Sư. Thật vậy, nếu không có Minh Sư, thì quý vị làm sao biết được Thượng Đế? Quý vị làm sao biết rằng Thượng Đế hiện hữu bên trong chính mình? Rằng quý vị có thể sử dụng lực lượng Thượng Đế này để tự cứu mình, cứu cuộc đời và bảo tồn năng lực của mình, cứu thân nhân bạn bè và sử dụng sự hiện hữu của mình. Chỉ có Minh Sư mới có thể chỉ quý vị con đường làm những việc này. Tôi biết từ kinh nghiệm bản thân rằng biết Thượng Đế bên trong là điều thật đẹp. Và điều mà chúng ta gọi là Minh Sư bên trong và lực lượng Thượng Đế bên trong thật ra đều là một. Chúng ta đồng nhất với Thượng Đế tánh. Thượng Đế là hào quang sáng hơn hàng ngàn mặt trời hợp lại. Thượng Đế là tiếng nhạc tràn ngập linh hồn chúng ta bằng tất cả sự hạnh phúc và mãn túc, bất kể là chúng ta đang ở đâu, thuộc chủng tộc hay quốc gia nào, thuộc quá trình hay tôn giáo nào. Và nếu chúng ta muốn sờ, chạm vào Thượng Đế như là sờ chạm vào một trong số chúng ta, Ngài thậm chí cũng hiện thân thành một trong số chúng ta. Thí dụ như Chúa, Phật, Mohammed, những đạo sư Sikh hay Krishna, đây là những hiện thân cá nhân, riêng biệt của Thượng Đế để cho chúng ta yêu thương, để chúng ta được thấy, chạm vào và tin tưởng. Ngoài ra, chúng ta còn có thể liên lạc với những minh sư này khi chúng ta nâng ý thức của mình lên cảnh giới của các ngài, cao hơn ý thức vật chất của hành tinh này. Nếu tôi có thể làm được, quý vị cũng làm được. Nếu những anh chị em đồng tu của chúng tôi làm được, quý vị cũng làm được.
Và điều này đang xảy ra ngay bây giờ, không phải là hàng ngàn năm trước. Bởi vì tin vui là chúng ta là một trong hệ thống này, chúng ta đồng nhất với Thượng Đế Tánh, chúng ta đồng nhất với tất cả những gì mình có thể thấy, hay mơ ước, hay tưởng tượng. Chúng ta là những điều đó. Thể nghiệm Thượng Đế mỗi ngày, ở tất cả mọi nơi. Thượng Đế không phải chỉ được thể nghiệm qua trung tâm mắt huệ hay trung tâm âm thanh thiên đàng, mà còn được thể nghiệm mỗi ngày với tất cả mọi sự vật, với hơi thở, cơ thể, cảm giác, trí tuệ, tình cảm, với thái độ tinh thần và với tất cả mọi người chung quanh. Bởi vì Thượng Đế ở khắp mọi nơi, nên Ngài đem đến cho quý vị thể nghiệm và phép lạ mỗi ngày, mỗi lúc. Quý vị chỉ cần chú ý mà thôi. Và nhiều khi chúng ta không để ý, chúng ta chỉ chờ Thượng Đế xuất hiện trong thiền định, nhưng Thượng Đế không phải như vậy. Cho nên trong thiền định, có thể là chúng ta có một thể nghiệm yên tĩnh hơn với Ngài. Nhưng hầu hết thời gian, Ngài đều gia trì cho chúng ta hàng ngày ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, có khi quý vị không nhận biết. Có khi lẽ ra là quý vị bị tai nạn và có vẻ như quý vị suýt bị đụng xe, nhưng ai là người lái xe quý vị lệch đi nơi khác? Hoặc là xoay chiếc xe kia lệch đi nơi khác để xe quý vị được an toàn. Đây là những lúc chúng ta để ý thấy Thượng Đế có ở đó. Nhưng rồi chúng ta nghĩ, ồ, đó là chuyện ngẫu nhiên. Hay là có khi tìm được một công việc tốt ngoài sự tưởng tượng và chúng ta nghĩ, ồ, đây lại là một sự trùng hợp nữa. Nhưng không, Thượng Đế ở khắp mọi nơi, Ngài luôn luôn bảo vệ và giúp đỡ chúng ta. Tôi nghĩ quý vị biết điều này rất rõ. Cho nên, đừng cứ mong rằng Thượng Đế xuất hiện trước quý vị chỉ qua trung tâm mắt huệ mà thôi. Ngài lúc nào cũng xuất hiện cả. Câu thông trực tiếp với Thượng Đế dẫn đến sự hợp nhất tuyệt đối. Thượng Đế không có hình dáng, dù rằng Ngài có thể hiện qua hình dáng vật chất và siêu nhiên để chúng ta có thể gắn bó chặt chẽ với Ngài. Để nói chuyện và thậm chí than phiền với Ngài. Chúng ta cùng có thể nghe lời dạy dỗ của Ngài và trở nên sáng suốt hơn để có thể chăm sóc cho những vấn đề hàng ngày của mình một cách tốt đẹp hơn. Và đó là cách chúng ta trở thành những người thánh thiện và có trí huệ. Thời xưa, người ta trở thành người thông thái từ sự câu thông trực tiếp với Thượng Đế hay qua sự dạy dỗ trực tiếp từ đấng tối cao. Cho nên vào lúc ban đầu, khi chúng ta mới biết Thượng Đế, Ngài có thể hiện thân đến chúng ta bằng ánh sáng, hay nói chuyện với chúng ta bằng ngôn ngữ trần gian, hay qua trực giác trong trí óc. Nhưng sau đó, Ngài sẽ đưa chúng ta lên cao hơn và cao hơn, cho đến khi chúng ta trở thành đồng nhất với Ngài. Và đó là lúc chúng ta có thể tuyên bố, ta và cha ta đồng nhất thể, theo cùng một cách mà Đức Chúa Giêsu đến với Thượng Đế. Master Thanh Hải vô thường sư khai thị tại London, Anh Quốc vào ngày 9 tháng 6 năm 1999. Nguyên văn tiếng Anh. Băng thâu hình số 662. 748, 688 và 220.